man oh man again, I did that shit again. Xuất hiện trên một bản nhạc hài với những vật liệu như tiếng trống kèn. Oh man again, again again again. Mày sẽ thấy tao nặng vía thế nào khi mà tao còn con mai rap trước bóng đèn. We run it, run it. Rapper này chuyển hộ khẩu về quê để còn sống trong việc cầu tiến, hy vọng rằng mọi người thì đừng chê. Hút cỏ chơi rap mà gọi là yeah, thì tao không cần lấy mấy thứ đó để cầm mai rap cho tụi mày phê. Rapper này chuyển hộ khẩu về quê để còn sống trong việc cầu tiến, hy vọng rằng mọi người thì đừng chê. Hút cỏ chơi rap mà gọi là yeah, thì tao không cần lấy mấy thứ đó để cầm mai rap cho tụi mày phê. Lên TV khiến tao suy nghĩ rap Việt phát triển hơn gì. Từ một hai cát bé nhỏ li ti, người này người nọ vẫn thường xem free. Còn giờ nhìn xem bầu trời của tụi tao được sáng, nhạc rap chẳng lan ở hàng quán, nên tao phải viết bài nhạc của mình làm sao cho thỏa đáng. Vẹt lại nghe cái cách tao flow, hải ngoại INC đi flow. Hip hop run into my vein, nếu đã hay không cần bằng khen. Viết cho hay là điều tao cố, có người quen gặp mình ngoài phố. Từ bài cũ I go viral, then I just keep it gotta go. On the flow, tao đang ở đâu, dưới vị trí nào, là underrated là mọi người bảo. Là tao có trên nhưng không hề ảo, là biết chơi nhạc nhưng không phải sao. Nhưng homie ơi tao chưa kết thúc, dù con đường tao có lần đứt khúc. Cũng một vài lần tạo nhiều tiết mục, nên tao phải ngã một cách ngoạn mục. Again, I did that shit again. Xuất hiện trên một bản nhạc hài với những vật liệu như tiếng trống kèn. Oh man again, 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 again. Mày sẽ thấy tao nặng vía thế nào khi mà tao còn con mai rap trước bóng đèn. We run it, run it. Rapper này chuyển hộ khẩu về quê để còn sống trong việc cầu tiến, hy vọng rằng mọi người thì đừng chê. Hút cỏ chơi rap mà gọi là yeah, thì tao không cần lấy mấy thứ đó để cầm mai rap cho tụi mày phê. Rapper này chuyển hộ khẩu về quê để còn sống trong việc cầu tiến, hy vọng rằng mọi người thì đừng chê. Hút cỏ chơi rap mà gọi là yeah, thì tao không cần lấy mấy thứ đó để cầm mai rap cho tụi mày phê. Trời đất ơi, trời đất ơi, trời đất ơi, trời đất ơi, trời đất ơi. Không cần nói quá, nếu làm nghệ sĩ bây giờ không hề có con đất chơi. Máu chắp tay cho phất bay rồi bước xa ngay khi ngài mới cất lời. Phù hộ cho con luôn đi tiến tới, ăn nên làm ra theo khí đất trời. Let's go. Rapper này chuyển hộ khẩu về quê để còn sống trong việc cầu tiến, hy vọng rằng mọi người thì đừng chê. Hút cỏ chơi rap mà gọi là yeah, thì tao không cần lấy mấy thứ đó để cầm mai rap cho tụi mày phê. Rapper này chuyển hộ khẩu về quê để còn sống trong việc cầu tiến, hy vọng rằng mọi người thì đừng chê. Hút cỏ chơi rap mà gọi là yeah, thì tao không cần lấy mấy thứ đó để cầm mai rap cho tụi mày phê.